Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin biến lớn trong tứ trụ Nguyễn Phú Trọng rút ai sẽ thay thế. Vào lúc 18 giờ 15 phút vào ngày 5 tháng 9, tờ báo Tuổi Trẻ đã đưa tin Bộ Chính trị sẽ giới thiệu nhân sự bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Theo quy định 80, Bộ Chính trị sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng những vấn đề lớn về công tác cán bộ, chiến lược cán bộ, chuẩn bị và giới thiệu nhân sự xem xét bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Ông Võ Văn Thưởng vừa là Thường trực Ban Bí thư đã thay mặt cho Bộ Chính trị ký quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương 34 điều nhằm thay thế cho quy định số 105 của Bộ Chính trị ban hành vào năm 2017. Đây là hình ảnh thông tin trên tờ báo Tuổi Trẻ vừa đăng tải. Nội dung quy định quản lý cán bộ gồm phân cấp quản lý cán bộ là đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyển chọn, bố trí, phân công, bổ nhiệm lại và giới thiệu, ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, phong, thăng và giáng tước quân hàm, cho thôi giữ chức vụ, tạm đình chỉ và đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với cán bộ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác cán bộ. Về phân cấp quản lý cán bộ, quy định 80 nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy trực thuộc Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, Đảng đoàn, Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, v.v. Quy định cũng nêu rõ về phân cấp quản lý cán bộ đối với trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị, quyết định chủ trương, chính sách về công tác cán bộ và cán bộ theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đó là Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Đây là hình ảnh liệu ông Vương Đình Huệ có là người sẽ thay thế được ông Nguyễn Phú Trọng hay không là một câu hỏi được đặt ra. Chỉ còn một khoảng tháng nữa là đến Hội nghị Trung ương lần thứ 6, Bộ Chính trị bất ngờ công bố quy định 80 là nhằm mục đích gì? Đấy là câu hỏi mà mọi người đang đặt ra. Và liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có xin rút hay không? Bởi nếu các chân khác trong tứ trụ rút thì ba trụ còn lại không biến động nhiều. Nhưng vị trí ông Tổng rút thì ắt sẽ xáo trộn ba chân trụ còn lại. Bởi vì cả ba chân trụ đều đang chạy đua khốc liệt và chiếc ghế Tổng Bí thư mà ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm giữ. Còn hơn một tháng nữa là còn chiến, cho nên chưa biết ai sẽ thay thế ông Tổng Bí thư, và cũng có khả năng ông Tổng Bí thư không chịu rút thì lại không có gì biến động cả. Và giả sử ông Tổng Bí thư rút thì ông tự rút hay bị ép về vườn giữa nhiệm kỳ, đấy là vấn đề người ta cũng đặt ra câu hỏi lớn. Từ Hội nghị Trung ương lần thứ 5 trước đây đã có tin tức ông Tổng Bí thư sẽ rút, nhưng đến giờ phút chót ông vẫn bám lại chiếc ghế quyền lực của mình. Tuy nhiên, lần trước chỉ là tin đồn, còn lần này là Bộ Chính trị đang có động thái rõ ràng. Động thái này được ngầm hiểu là bước chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương lần thứ 6 sắp diễn ra sau hơn một tháng nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng được cho là con người khó lường. Ông Nguyễn Phú Trọng là người khó lường. Ông làm cho các quan chức lớn trong Bộ Chính trị hỏng ăn hết lần này đến lần khác. Việc chuẩn bị như thế này xem ra rất nhiều kẻ mong đợi. Bởi hiện nay, nhiều củi gộc đang đua nhau vào lò, thì nếu ông Nguyễn Phú Trọng ngồi lại ghế Tổng Bí thư càng lâu, thì càng có nhiều quan chức cỡ bự thành than. Chính tình hình chính trị trong Bộ Chính trị đang rất khó đoán, sắp tới có thể có biến động lớn. Không biết những ứng cử viên cho chiếc ghế Tổng Bí thư sẽ chiến như thế nào, và chúng ta sẽ chờ thêm thời gian cho rõ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xem đạo đức cách mạng là trò rẻ rách, ông Tổng nuôi đệ tử thất bại hay sao? Cho đến nay người ta không tìm thấy con ông Tổng Bí thư được đi du học nước tư bản như thế nào. Và theo thông tin được biết, ông Tổng không cho con ông bị nhiễm nền giáo dục tư bản một cách quá nhiều. Đến nay nhiều người đánh giá ông Tổng là người cộng sản thuần khiết nhất, còn lại là miệng
thì nói là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ưu việt, nhưng hành động thì lại hoàn toàn ngược lại. Ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây được xem là người tiên phong trong vấn đề chối bỏ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Ông Dũng có 3 người con thì cả 3 đều đi du học Âu Mỹ cả. Ở nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 11 từ năm 2011 cho đến năm 2016, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn với nhau. Không chỉ mâu thuẫn về vấn đề điều hành nền kinh tế đất nước mà còn mâu thuẫn về quan niệm đạo đức, chuẩn mực của người đảng viên. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ dạy người khác. Và việc ông Nguyễn Tấn Dũng cho con cái đi du học Âu Mỹ là lúc đó, đó là sự thách thức rất lớn đối với trưởng phái bảo thủ trong Đảng Cộng sản mà người đại diện chính là ông Tổng Bí thư hiện nay Nguyễn Phú Trọng. Sự giả dối đấy bắt đầu và kết thúc không mấy tốt đẹp và ông Nguyễn Tấn Dũng là đàn em của ông đã bị ông Tổng lần lượt cho vào lò. Ông Dũng thì bị loại khỏi Bộ Chính trị vì quá tuổi, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lớn tuổi hơn rất nhiều thì vẫn tại vị. Ngoài ra hàng loạt những đệ tử đàn em của Nguyễn Tấn Dũng như Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà v.v. đã phải nhận hậu quả nặng nề, thậm chí có người đã bị đột tử trong tù. Từ khi chiến thắng ông Dũng, ông Trọng mặc nhiên tự xem bản thân ông là bậc trưởng lão trong đảng. Vừa có quyền vừa có uy dạy dỗ toàn đảng, toàn dân là phải giữ gìn đạo đức cách mạng. Hành động đưa con đi du học ở Âu Mỹ của ông Nguyễn Tấn Dũng dù không bị chỉ trích đích danh nhưng ông Trọng xem đấy là sự suy thoái đạo đức. Ông Trọng đã thắng trên chính trường nhưng lại thua ở mặt trận tư tưởng. Dù có loại được ông Dũng thì các quan chức cấp cao sau đó cũng đua nhau cho con cái du học Âu Mỹ cả. Phong trào noi gương ông Nguyễn Tấn Dũng về việc tị nạn giáo dục ngày một nở rộ. Đến độ quan quận, quan phường đều có đủ điều kiện thì cũng cho con cái đi học và tị nạn giáo dục sang các nước phương Tây chứ không học ở những nước như Trung Quốc, Nga. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ gặp các em học sinh. Phong trào này mạnh đến mức lan đến những người thân cận của Nguyễn Phú Trọng. Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội được xem là đệ tử ruột của ông Tổng Bí thư mà giờ cũng noi gương đối thủ chính trị của ông Trọng trong vấn đề đưa con đi tị nạn chính trị sang Mỹ, đó là tị nạn về con đường học vấn. Những ngày qua mạng xã hội đã tràn ngập hình ảnh con gái ông Chủ tịch Quốc hội Vương Hà My tốt nghiệp đại học tại một trường đại học thuộc loại đắt đỏ hàng đầu của nước Mỹ. Mỗi năm Vương Hà My đã tiêu tốn tiền học, tiền phí và tiền ăn ở tương đương với 10 năm tiền lương của ông bố. Hành động của ông Vương Đình Huệ chẳng khác nào vả vào mặt ông Tổng. Những tư tưởng, lối sống của người đảng viên theo tư tưởng bảo thủ của ông Tổng Bí thư đã bị chính đệ tử gần gũi nhất của ông vứt vào sọt rác. Vào ngày 3 tháng 9, ông Vương Đình Huệ về Nghệ An tham gia lễ cắt băng khánh thành trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn. Tại đây, ông Huệ đã nói rằng chăm lo giáo dục thật tốt cho các em là nền tảng bản chất, là chìa khóa để hướng đến tương lai, giải phóng con người khỏi nghèo nàn, lạc hậu để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đây thực sự là lời phát biểu rất đúng với tư tưởng bảo thủ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên vì hành động thì ông Huệ xem như đã chà đạp trên thứ tư tưởng cổ hủ ấy. Ông Huệ đã kỳ vọng Tây khi chỉ con gái đi học, du học tại Mỹ rất tốn kém. Đây là hình ảnh vợ ông Vương Đình Huệ bên con gái tại ngày lễ tốt nghiệp đại học tại Mỹ. Không biết ông Tổng có đặt vấn đề về tư tưởng của người kế nhiệm và kế thừa của ông đang ưu ái hay không. Nếu ông Trọng vẫn ưu ái một đệ tử xem thường tư tưởng của ông như vậy thì xem như ông đã thất bại. Chọn người kế thừa đã biến chất theo cách nghĩ của ông.